Trời ơi, tao chị tốt vậy đó, vậy mà có người ta đồn, tao nói chị dễ sợ luôn à. Không, chuyện gì mai mốt cứ qua kể tôi nghe nha. Nói thiệt với bà nha, tôi sẽ đưa đơn kiện bà vì tội bà làm xúc phạm danh dự của người khác. Ai nhọn nè, ai dày nè, cào nè. Tôi cào vô rồi.